Yêu ra Ah!
ที่คิดลับเจ้าเข้ามาทุกทีเข้ามาลุงเข้ามาทุกทีเข้าที่ห้าเข้าที่ลุงเข้าที่ข้างล่างเข้ามาทุกทีเข้าที่ลุงเข้ามาทุกทีเข้าที่ลุงเข้ามาทุกทีThank you.
Bye.
năm 2021, rất là đẹp. Gia đình lấy tiền miền Nam có tài trợ cho họ là 5 triệu đồng để lo cho việc tặng thương tiêu năm 2021. Thế thì bà con trong họ ta nhiệt liệt hoan nghênh chào mừng. Thì vấn đề thứ ba là việc ngày mai về mâm cỗ của đài cỗ các gia đình ấy, đề nghị là các gia đình căn cứ thời gian tùy theo cụ thể của mình, nhưng 9:30 sáng là có mặt có tụ ở tại nhà thờ của họ để khoảng 10 giờ thì chúng ta cúng. Bởi vì mai chính ngày học nữa, cho nên là con cháu chờ con cháu ra đây. Thế 10 giờ thông báo là 9:30 thì các gia đình đang cổ về và 10 giờ cúng. Vấn đề thứ tư là thì học sinh học giỏi, học khá, học giỏi của trường các cấp đề nghị tối hôm nay làm kịp được với chương trình cổ trong quan làm, nếu không sáng mai đề nghị các gia đình đã để tiếp tục chương trình đầu tiên khuyến học cho các cháu vào sáng ngày mai gặp cháu quan để chúng ta làm cho nó sạch đẹp công việc khuyến học năm 2023 các cháu đã học xong. Đó là một số điều xin được thông báo hay mặt trận giao đồng xin được thông báo với công tác bà các bác các thầy và các cháu trong 2024 đề nghị hôm nay chúng ta tiếp tục có phát huy truyền thống của dòng họ chúng ta những năm vừa qua, chúng ta công đức cho họ để lên cho nhà đó có tổng các tăng thiết bị trong nhà thờ về còn nhiều hơn. Một lần nữa thay mặt hội đồng giám đốc chân thành cảm ơn mọi người và gia đình coi lòng chung sống công đức dòng họ chúng ta trong năm qua và nhân dòng 2024.